Triệu Vy lên tiếng khi con gái bị chê ăn mặc quê mùa. Sinh năm 2010, con gái của Triệu Vy năm nay đã 7 tuổi. Tiểu Tứ Nguyệt có khuôn mặt tinh anh cùng nhiều điểm giống mẹ, đôi mắt to tròn lanh lợi của cô bé nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng mới đây, con gái của Triệu Vy bỗng chốc trở thành đề tài gây tranh cãi của công chúng vì cách ăn mặc. Một số người không ngần ngại cho rằng cô bé ăn mặc quá tền toàn và thua kém nhiều con nhà sao Hoa ngữ khác, cũng không diện hàng hiệu sang chảnh và quan tâm nhiều đến ngoại hình. Đáp lại sự chê bai của một bộ phận công chúng, Triệu Vy đã lên tiếng bảo vệ con. Quần áo của Tiểu Tứ Nguyệt đều là do con chọn. Tôi để cho bé tự do trong chuyện này, con gái tôi thường chọn những màu sắc tươi sáng và thoải mái sử dụng. Triệu Vy đang cho con theo học tại ngôi trường có học phí đắt đỏ bậc nhất. Tuy nhiên, cô không muốn con gái quan tâm đến giá trị vật chất quá sớm. Cô muốn con để ý hơn đến vẻ đẹp của nội tâm.